Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 phe cánh trong Đảng nhộn nhịp chia phần. Phương thức tiến hành công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là một thách thức khó khăn lớn nhất cho giới phân tích, dự báo trong nước cũng như quốc tế về kỳ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như về việc bầu chọn giản nhân sự của đại hội lần này, theo nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Hà Nội chia sẻ. Trao đổi với đài BBC từ London hôm 28 tháng 9, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói như sau. Cách làm nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay là cách làm trong nội bộ, không có minh bạch. Người dân không được biết, họ nói ra cái gì thì người dân biết cái đó. Đây là hình ảnh vài tuần trước khi ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hà Nội. Dân mạng đã đồn đoán và chia sẻ một bức ảnh khá đặc biệt cho thấy ông Chu Ngọc Anh bên trái với ánh mắt dường như rất say đắm khi ngước lên nhìn Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Nay, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Hà Nội, nhưng chỉ có mình ông ấy là ứng cử viên duy nhất. Nhà bình luận từ Singapore nói tiếp, nên đấy có thể là một cái khó khăn, nên các dự báo được phân tích ở mức độ rất hạn chế, bởi vì người ta không minh bạch hóa. Cho nên, sắp tới đây, sẽ có một hội nghị Trung ương 13, nghe nói là sẽ tổ chức vào khoảng ngày 5 tháng 10. Khi đó, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam công bố thêm thông tin, thì khi đó sẽ biết cụ thể hơn chừng mực nào đó. Đó là cái khó khăn nhất vì nhân sự của Đảng Cộng sản làm theo lối nội bộ. Mặc dù các nguyên tắc thì Đảng cũng đã nói ra, nhưng họ chỉ nói ra các nguyên tắc chung chung thôi, nên việc chuẩn bị cũng chưa được cụ thể lắm. Ví dụ, người ta nói, Ban chấp hành Trung ương khóa tới khoảng 200 người, Bộ Chính trị gồm từ 17 đến 19 người, số ủy viên dự khuyết khoảng từ 20-25 người, độ tuổi thì họ cũng đã công bố. Xong, qua những gì họ đã công bố như quyết định 35, chỉ thị 90 trước đây, sau đó đến tiêu chuẩn trong chỉ thị 214 cũng cho thấy rằng dần dần có sự hé mở. Cụ thể hơn nữa, có thể là phải chờ đợi thêm. Thành ra, nếu không thận trọng, không nắm rõ các nguyên tắc, dự đoán đưa ra có thể sai. Và thông tin cho thấy, khi được đề nghị nhận xét về nhận định mà trong thời gian vừa qua đã được các giới nghiên cứu quan sát trong và ngoài nước Việt Nam đưa ra, tiến sĩ Hoàng Hợp nói tiếp, tôi thấy là người ta cũng đã có những cố gắng, thế nhưng người ta lại không dựa vào những gì là chính thống, gần như người ta không dựa vào những gì mà mọi người cùng nghe thấy. Cho nên, nếu làm và tiếp tục làm như thế, thì nó sẽ không còn làm rõ, không cụ thể hóa được những kết quả nghiên cứu hay dự đoán. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cuộc họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong video dài hơn 11 phút, với khuôn mặt và giọng nói mệt mỏi và đôi mí mắt sụp xuống không mở nổi. Nếu không dựa vào một cái gì đó thật cụ thể, ví dụ như những tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi, hoặc trước đó nữa, thì những dự báo đó chắc chắn sẽ chệch hay lệch so với thực tế. Tất nhiên, dự đoán, phân tích hay là nghiên cứu là quyền của tất cả mọi người, nhất là dự báo về đại hội của người Việt Nam hiện nay. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, do đó người dân Việt Nam dù muốn hay không, dù nhiều hay ít, đều sẽ và sẽ phải quan tâm. Quan sát tất cả những dự báo phía bên ngoài từ bên trong thời gian vừa qua, có thể thấy có một số dự báo nhìn có vẻ rất khoa học, nhưng dễ khẳng định các dự đoán, dự báo ấy không khớp. Trong khi đó, người dân, trong đó có đảng viên mà không được bầu trực tiếp những vị lãnh đạo, thấy rõ ràng ở đây Đảng đã sử dụng dân chủ tập trung và người ta cũng sử dụng những nguyên tắc khác như là lãnh đạo tập thể dựa trên những thực hành chuẩn bị đại hội khá là phức tạp. Và đại hội lần thứ 13 đã được khởi động chuẩn bị từ tháng 8 năm 2018, tức là công việc bắt đầu hơn 2 năm trước khi đại hội tổ chức. Có thể thấy ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta đã rất tập trung và người ta đã bỏ ra nhiều công sức của họ. Đây là hình ảnh nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng vừa bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền hình nhà nước với phỏng vấn của VTV. Trong đó, ông ca ngợi sự đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Cuối tháng 8 vừa qua, con trai ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Thành Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cùng hàng chục cán bộ ở tỉnh này đã bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017. Tuy thế, kinh nghiệm của các đại hội từ trước tới nay cho thấy phải đợi đến sát nút mới có thể thấy rõ là thế nào là các ứng cử viên của những chức vụ quan trọng ở trong đảng. Ví dụ như là tứ trụ hay tam trụ, hoặc ai là tổng bí thư, ai giữ ghế nào trong đó. Nhưng cứ nhìn một cách đơn giản, có thể thấy rằng số ủy viên ban chấp hành trung ương của đại hội mà đại hội tới người ta sẽ bầu là ai, thì có thể dễ dàng đoán ra. Tôi lấy ví dụ như những người nào mà đại hội cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương chẳng hạn, mà được bầu làm bí thư,
thì thường họ đi dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản và những người ấy sẽ là ứng cử viên để đưa vào ban chấp hành trung ương. Cái đó là một cái đơn giản, có căn cứ và có thể thấy được. Có thể nói một chi tiết nữa là dường như đại hội đảng lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 1 năm 2021 mà có thể nhóm chậm hơn một tháng. Và dự báo được cho là cần thiết. Tuy có những khó khăn và thách thức, song theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, việc dự báo trong các giới nghiên cứu, phân tích chính trị vẫn được chờ đợi và ông đưa ra lý do. Dự báo, dự đoán là rất cần thiết, bởi vì người dân quan tâm, bởi vì người lãnh đạo ấy được bầu lên sẽ có tác động đến quốc dân. Song chúng ta nhìn thấy một số điều, ví dụ là người ta đã tuyên bố rất rõ ràng rằng đại hội 13 không phải là đại hội đảng mà sẽ sửa điều lệ đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là ứng cử viên sáng giá nếu vẫn duy trì mô hình tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Mà không phải sửa điều lệ đảng thì sẽ có một chuyện được dẫn tới là không ai được làm một vị trí quá hai khóa liền cả. Từ đấy suy ra thêm vấn đề độ tuổi và tuổi liên quan đến sức khỏe nữa. Rồi nếu người ta không sửa điều lệ ấy, lấy đâu ra ở đại hội tới có chuyện tứ trụ thành tam trụ. Cho nên cứ đoán đại rằng đại hội tới đây sẽ là tam trụ thì nó sẽ trở thành một dự đoán buồn cười. Qua đó cứ đoán tiếp thêm rằng ông này, ông kia sẽ ở thêm nhiệm kỳ thứ 3 thì nó càng hài hước. Tôi chỉ lấy một ví dụ là gần đây tôi thấy người ta nói trường hợp như ông Phạm Bình Minh chẳng hạn là sẽ vẫn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì điều đó không đúng. Vì ông đã làm hai khóa rồi, do đó tới đây chắc chắn ông sẽ không làm khóa thứ 3 ngoại trưởng nữa. Thế còn ông sẽ làm gì thì đến nay người ta cũng đã có dự kiến. Nhưng những dự kiến không công bố chính thức thì phải chờ đợi thêm sẽ rõ. Còn về vấn đề sức khỏe mà nói, nếu không đủ sức khỏe thì đơn giản không thể làm được. Và quy định về sức khỏe là rất nghiêm ngặt và trong nội bộ đảng cũng không thể giấu được chuyện sức khỏe. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ khi bị đột quỵ tại Kiên Giang cho đến nay đi lại không vững nên ít khi xuất hiện trên truyền thông. Một điểm nữa về độ tuổi mà phá trần tuổi thì cho tới nay vẫn không có ý kiến nào là bỏ trần tuổi, tức là giới hạn trên tuổi. Do đó, người quá 65 tuổi mà ở lại tứ trụ, tức là như ngồi ghế Tổng Bí thư chẳng hạn, là không thấy bàn đến. Tuy nhiên, cũng có thông tin mới gợi ý rằng Hội nghị Trung ương lần thứ 13 có thể sẽ bàn việc định ra số người ở lại quá 65 tuổi để nhiều hơn một, ví dụ là 3, và có thể sửa nhanh điều lệ để có người được làm đến khóa thứ 3. Và có gì khác so với đại hội lần trước, câu hỏi cũng được đặt ra. Khi được hỏi liệu đại hội lần thứ 13 tới đây so với đại hội kỳ trước có điểm gì khác hay không, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói như sau. Tôi thấy họ vẫn thế thôi, họ vẫn cứ xem là ai ở tứ trụ rồi ai ở trong bộ chính trị, chủ yếu là như thế, còn ban chấp hành trung ương đảng thì trong đó vẫn có thể thay đổi. Về số lượng mà nói, thấy có người nói quy định cứng là 15 người thì tôi thấy làm gì có quy định nào như thế đâu. Ngay từ đại hội lần thứ 7 hay đại hội 6, số ủy viên Bộ Chính trị có lần lên tới 18, 19 hoặc 17 người, không có quy định nào là 15 hay 13 người cả. Cho nên cứ dựa vào điều được cho là quy định cứng này mà phân tích dự báo mà nói thì sẽ thành bị chệch, thành bị nói bâng quơ, thiếu cơ sở. Còn việc quan tâm đến các cá nhân thì hoàn toàn đúng thôi, bởi vì quan tâm tới cá nhân nào làm chức vụ gì liên quan đến việc người ta sẽ suy ra dự đoán là cá nhân đó làm được việc hay không hoặc sẽ làm được đến đâu thì đó là quan tâm hoàn toàn hợp lý thôi. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng và là thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là người dẫn đầu nếu ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Nhưng cơ sở để mà nói rằng người ta có thể làm được điều gì hay không thực ra là khó biết, bởi vì người dân thường làm sao biết được là người ta thực sự có năng lực gì, hay là người ta cũng quan tâm và thấy là không có cái gì tình cờ cả nếu thấy có hiện tượng chính trị ra cùng quê quán, vì người ta còn có một nguyên tắc nữa là đảm bảo cơ cấu về vùng miền, mà qua đó nhiều người cùng những chỗ đó có thể nắm giữ những vị trí trong ban chấp hành trung ương hay ở cấp cao hơn, ví dụ như là cương vị trong các ban lớn của đảng hoặc trong bộ chính trị hay ban bí thư. Rồi người ta cũng quan tâm và thấy một điều quan trọng là về quan hệ nhân sự đối với ngoại của quốc gia. Bây giờ mà đưa ra một người chưa có kinh nghiệm gì như là trong lĩnh vực đối ngoại mà ra làm công tác đối ngoại là không được, không ai làm thế. Bởi vì đối ngoại thì liên quan đến hai chuyện khác là đến quốc phòng và an ninh, cho nên có thể thấy rõ nhóm quốc phòng, an ninh, đối ngoại là một nhóm cực kỳ quan trọng. Vậy nên nếu một người nào đó mà được cử ra làm đối ngoại cho quốc gia mà không phải, ví dụ như là dân ngoại giao, là nó phải có một người nào đó có liên quan tới đối ngoại hay một khu vực quốc phòng và an ninh, đó có thể là một khả năng lớn là như thế. Mặc dù cũng đã từng có ngoại lệ trước đây,
tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa cùng xem bài viết thứ tư 30 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 phe cánh trong đảng nhộn nhịp chia phần. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.